Xin chào tất cả các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo này của bố con mình các bạn ạ. Các bạn ơi, thì hôm nay bố con mình sẽ có một cái điều rất là đặc biệt các bạn ạ. Là sẽ làm một cái món đó chính là lợn nướng các bạn nhá. Đấy thì hôm nay bố con mình vừa mới chuẩn bị sẵn một con lợn rồi các bạn ạ. Đấy thì bây giờ bố con mình sẽ tiến hành cái công đoạn là sẽ tẩm ướp gia vị và sẽ đem lên để nướng các bạn nhá. Rồi bây giờ bố ướp gia vị đi bố. Bắt đầu ướp gia vị. Đó thì hôm nay thì bố con mình có một cái điều khá đặc biệt hơn là ướp mắc khén trước hả? Ướp sát mắc khén này. Đấy là hôm nay bố con mình là chơi lớn là làm cả một con lợn luôn con ạ. Đó. Ở đây thì mình có chuẩn bị là một cái cối mắc khén này mình vừa mới giã xong này. Đây này mắc khén này. Đấy tiếp theo một cái bát muối ớt mình cũng vừa giã này và lá mắc mật. Đó để tí nữa mình nhồi cái lá mắc mật vào trong cái con lợn nhá. Còn đây là cái mắc khén này thì mình tẩm ướp này. Tẩm sát ở ngoài cho thơm một tí cũng tẩm hết vào trong các bạn nhé. Đó, sát cả muối ớt vào. Đó. Các bạn xem video thì nhớ ấn đăng ký và chia sẻ video đăng kênh ủng hộ của mình nhé. Đó bây giờ và đang trong cái quá trình là tẩm ướp rồi các bạn. Con lợn này khá là to luôn. Các bạn ơi, đấy thì sau khoảng thời gian khá lâu các bạn ạ, thì cuối cùng là mình đã mấy bố mình đã quay xong được cái con lợn này các bạn ạ, lâu quá. Thì đây thì mình có mời thêm một thành viên nữa các bạn ạ, Trung chào các cháu bạn anh Trung. Chào các bạn nhá. Ok thì bây giờ tiến hành thưởng thức các bạn ạ, các bạn bây giờ tối rồi. Xin chào các bạn nhá, mời các bạn dùng nhá. Mấy bố cầm dao cắt đi bố, mỗi thằng cầm dao cắt đi. Mời các bạn Trung cầm dao cắt đi. Mỗi người cầm bát nước chấm này, cầm nước chấm này, bát nước chấm này, chấm nước chấm này. Mời tất cả các bạn nhé, xin mời tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ trời. Vì trời nó hơi tối bây rồi. Trời nó tối quá. Thời gian nó quá lâu. Ui, giòn nhờ. Ui, các bạn nhìn da giòn. Ui. Mấy chó cái cắn các bạn. Ui, cái này nhìn da thì ui, các bạn nhìn cái lớp da này. Chỗ này nó hơi bị xém một tí này, còn lại ui. Ngon quá. Nước chấm ngon không? Đó trùng dương, bắt đầu chấm vào trùng. Mày thấy bác quay chưa đâu. Ngon lắm rồi. Wow, nhìn ngoài quá thèm các bạn ạ. Ui, con bảo là con lợn này quay nhìn nó giòn này, da nó giòn này. Ui, ngon không? Ui, cắt phần thịt ra bố, thử cắt phần thịt ra. Cắt thịt ra, cắt to ra. Đúng rồi, miếng thịt. Ui.
gắt cứ gắt miếng to, mỗi một miếng to vào ăn cho nó đã quá. Được không? Ui. Bỏ à? Vẫn là bốc khói bọn em này. Cháu ăn đi. Chấm nước chấm à? Chấm. Mời các bạn nha. Ngại lắm. Công nhận các bạn vẫn là ngon kinh khủng các bạn. Nhìn quay này giòn tan cái da này. Ở ngoài lúc mình có phết nước mật ong này, các bạn búng nổ luôn. Ui, búng vỡ luôn này. Ngon. Cắt to, chung cắt miếng to ăn chung. To to, mỗi người miếng to ăn. Ngon. Món này cho nó giòn các bạn ạ. Mắt thử mắt cắt ăn nè. Béo. Ui. Mày thấy bác kỳ công quay từ chiều sáng rồi trưa rồi quay từ trưa, quay từ trưa đúng giờ đúng 10 giờ nhưng con này nó to quá lâu mãi mới chín, bắt đầu bây giờ mới chín thịt ăn được không? Ngon ngậy 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 quá ngậy. Các bạn nhìn cái lớp da này, ui này, giòn tan luôn. Cắt thớt nếu là to, đạt cái mạnh không, thấy không? Ăn yếu quá, vẫn yếu quá. Ăn vẫn yếu quá các bạn. Không ăn béo hả? Ngại lắm. Không, miếng thịt này. Miếng thịt rất dày này. Ui dồi. Ui. 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 Ngại lắm. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Được được được. Hôm nay thiết kế quả này được. Bố bác ơi, thay thay phiên nhau chưa nhỉ? Quá tuyệt vời luôn. Bye bye. Ok nhá, bây từ bây mình các bạn bây giờ mình chẳng quá các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt góc đây để vào cả ba người cùng thưởng thức bạn nhá. Ui, đường chân quay nó bị hơi bụng. Ui, nhìn thèm quá. Bác ăn đấy. Đây nước ngọt đây nhá. Bằng cốc ở đây mày. Lấy bụng anh cái cốc. Nước ngọt đây ăn cho lượng đấy. Cắt tầm nước ra cho. Ui, tao tả nước ra cho. Để ăn nước ra. Ui, ăn đúng. Ui. Ok, mình xin mời tất cả cùng thưởng thức nhá. Sườn các bạn. Ui. Ngon không? Ngại lắm. Béo. Ngon. Để rẻ luôn. Mới chết. Giòn nhờ. Mòi cái lá trong này ăn nữa này. Ui, lá nó mật không à? Rồi, nó mật rồi. Đấy. Ui. Thơm lắm. Nghe thơm nhờ. Ui à. Ấm mạnh rồi chứ. Giáng cùng cái lá này ngon đấy. Ui. Quả. Ngon không? Ui. Ui. Cái da ngon nhỉ? Giòn. Gà rất xuống. Ngậy thật. Đây. Ăn đi. Đấy, ăn đi. Cứ ăn thơ lơ. Ui. Cái lá móc mật ở trong này khá thơm các bạn, mình cho cả cành vào thôi. Thơm quá. Ui. 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 Ngon đúng. Ăn đi. Ui. Wow. 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 Đớp lòn nhỉ. Thịt vàng, ui. Ui, thịt thơm thật sự quá nhỉ. Ăn giòn không? Vâng. Cái mảng con này đầu tiên quay luôn các bạn. To quá. Chưa quay giờ, hôm nay mình quay lần nữa. Wow, kỳ công. Thấy mòi, ông mâm mật chết trong này ăn gia vị này. Wow. Thơm, đấy. Cắn thì ăn đi. Ui. Cắn thì ăn đi cháu. Cắt đi. Cắt đi. Ăn đi. Cắt đi. Ê. Ui. Ây da mới là ngon. Da ngon lắm. Ui. Ây. Da nữa rồi. Sườn. Ai quá. Ngay đi nhé. Ừ. Tổ bữa rồi. Giống lên đá móng mật
Wow. Giả ngon. Nó thơm à? Thơm. Ngọt. Không mất nước đâu ạ. Mình thật quay ở cái bếp hàn củi wow. Thơm rồi. Chặn 2 gầu cho hơi thơm. Mày vẫn rất giống bờ lâu á. Bờ lâu á. Xếp gạch á, nó nóng hơn. Có cục gầy bông mới quay. Cái bông quay của kia. Mới là có rồi. Ngon. Ngon. Quá. Thơm nha. Mặt nó quay lưng rồi đấy. Đó là nhìn kiểu cực kiểu dáng kiểu quay. Ai ra chứ. Ừ. Đấy rồi. Ra giỏi lắm. Ui các bạn nhìn ra này. Ui. Wow. Ui. Này bố. Đây. Đây bố cầm lên ra. Ui. Wow. Ui này còn tan đấy. Wow. À. Ừ. Đây. Ui em. Cái này là nó hơi cháy tí là hơi đen tí là về đi test covid thì không ai quay cả. Ngày hôm nay là mình đi test tức covid kiểu âm tính hết các bạn. Được chết. Chửi cả nhau gì lắm. Chịu. Chơi nhau. Cái ông mà lúc này ông béo rồi. Ông ngồi kia nữa. Ta để bằng cái ông sắp đi ông đánh vào kia đến rồi. Ôi, thật của người đó. Wow. Ngọt thật. Đã. Uống nước bố. Ngại lắm. Ăn thì nhau. Chết thật lực. Đúng không? Chết đi. Chết. Thơm mày là ăn mừng kênh YouTube ở đâu ở đúng là kênh YouTube được 13k sắp ăn con lợn 13k sắp đó con lợn chắc là 1 triệu phải ăn con voi. Ok phát này bốn này đúng không quay quay hơi uống lợn quay rồi anh em vô phát này. Được. Bố con của cháu mình vô phát nào. Ok mình xin mời tất cả bạn nhá. Mời. Wow. Ui. Công nhận là thời tối quá nhỉ. Quay mãi nó mới đến bây giờ nó mới chín được ạ. Mà nhìn vẫn bốc hơi. À. Hơi hiếu đây. Nóng hổi đấy. Chăm hết. Các bố đấy này cái. Thôi không. Mình cơ bản mình quay lâu quá. Cái lâu nó to này mới chín được chứ. Thế mình. Ui thịt này. Wow, các bạn nhìn cái gì này. Ui. Đây, này bố. Ui, đây. Đây để bố ăn đây. Đang ăn. Bố ăn này. Ấy, ui. Quá ngậy luôn. Wow. Ngon lắm. Ui, chín đâu. Rồi, tam. Chưa ngoan cánh khách. Khó thật bốc rồi. Thơm không? Vừa quan trọng rồi. Cái hàn sổi là còn... Có cả ớt mắt kháng. Cả mắt kháng là rồi mới cả ăn mà nóng bạch á. Ớt rồi. Cao đàn đi. Uầy. Uầy. Uống lắm rồi. Nước cay rồi. Wow. Đây làm thế này, ăn đi. Ui. Ăn đâu? Ăn. Ăn. Đã. Công nhận nó ngấy nhỉ, bây giờ ăn nhiều quá nó cũng ngấy rồi đấy.
Cơm. Lúc kiểu mà không được ăn thì nhìn phòng chém nó đúng không? Nhìn nó ăn thì nhìn nó video kèo. Á, ờ xong rồi. Mình bọn nó quay nó ăn lên cho mình thế. Là ngon quá mẹ bỏ quay. Sức mình chỉ ăn là thế thôi. Wow. Bố cầm mắt ra chấm chấm các bạn xem. Vàng ươm. Bố chấm vào đây. Vàng ươm các bạn. Ui. Mời các bạn đi. Quay vòng quay chắc về không mà mấy lần đi uống. Hả? Thế nhưng mà mấy lần qua đi kia về nó không ở đúng rồi. Ủa. Nhưng mà nó phải uống nước kia mới hợp đúng không? Ừ. Nó vàng. Bây giờ nhau đỡ lấy thôi. Wow. Rồi mình cũng lấy dấu cái ăn. Ừ. Vâng. 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 Được mỗi cái da, cái mỗi da giòn. Ủa. Ăn thịt trong thơm. Như bánh đà ạ. Đấy, thơm đây các bạn này, đấy, vẫn bốc hơi hiếu hút rồi, ui dồi ôi. Tức là các bạn vùng cao mà nướng này ăn nữa thì học rồi lạnh này. Ủa bây giờ trời nó lạnh á. Dần dần. Ủa. Ba người ăn có một tí chưa hết vùng khóc con giận, nó đang no hết rồi. Giận no. Nhưng mày ăn cơm à? Ăn ngoài. Tao bảo mình ăn cơm. Thế thì tưởng là ba thanh niên thử thách ăn hết con lợn nhỉ? Voi. Ví dụ vừa trong cái đùi này không hết được. Hả? À, xuống chi nữa. Mấy các bạn nó nhiều quá. Nhiều quá. Ồ. Nướng này. Một con này kêu tầm bao nhiêu người ăn thì hết rồi? Chục người ăn. Chục người ăn đấy. Ừ. Phải ăn lấy ăn để ấy, ăn no ấy. Dặn là ăn no ấy. Ăn được. Ăn được tốt rồi. Thì tốt rồi ăn. Cộng với 2 miếng rồi. Mỗi yêu ăn trên dừa này ăn không? Ừ, ăn đi. Con ăn đi. Chán thôi. Cả khoan thử. Thử bạn này. Ăn được. Cứ chén đi. Ủa. Cứ chén. Thử. Nghe đoán. Hả? Ok. À, đây đây. Cảm ơn. Mỗi người miếng xin dầm. Đây rồi. Ủa. Ủa xin dầm. Thôi lá vào ăn được. Ngon. Nó mơ bố. Ừ. Đây. Ủa, vừa đã bốc mặt và ăn nữa. Ok, mình xin mời các bạn nhé. Các bạn đây nhá. Ủa. Ôi. Ăn nóng hổi thấy không? Hơi bé nghi ngút. Giòn này ngon thôi nhỉ. Không dính cả ấy nhá, sụn nhá. Lấy sữa trong cỏm. Béo quá. Ngọn cò ra nó xem á. Nó mát, nó ngọt. Không. Gọi mãi đâu, còn làm gì được dầu. Sao có nướng này, hiểu không? Xong tí đang lên rau lên xong lại bỏ tao không gọi tao. Không bản năng. Mày tao vừa gọi nhắn tin gọi nó nhá, tí tao đang video kiểu gì tí nó cũng bỏ không thấy nào mà không gọi tao xem. Đối rằng tao vừa gọi nó xong nó bảo là nó không vào. Nào mổ lợn nào bắt quay. Toàn hơn 8 rồi, còn 8-7. Con đấy quay như một con đấy quay đâu. Con đấy biết quay mấy ngày. Không quay được cơ ấy. Quay nặng quay. Không quay được rồi, không quay được. Đúng rồi, 10-15-20 cân. Chứ nhà nếu mà con tầm bé bé, tầm bé bé cắp nách quay đẻ luôn con này quay hơi to. Quay tầm 15 cân rồi. Đúng rồi. Là hơi to quay lâu quá. Quay lâu rồi. Nó quá ăn mấy miếng nó thì nó quá ăn đấy. Bá ăn đi. Bá em này. Tí nữa. Đây chắc là xong rồi. Đây các bạn này, chắc là video của mình đến đây là kết thúc các bạn ạ. Đấy thì các bạn là ba bố con chú cháu mình ăn no quá cái phần này, phần nó gia đình các bạn ạ. Đấy thì trước khi ấy các bạn thì nhớ đăng ký và chia sẻ video, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, mình xin chào tất cả các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn nhá. Một lần sau. Xin chào các bạn nhá.